Sáng ngày 28 tháng 3, Công an huyện Long Thành cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 khiến một người tử vong. Theo đó, khuya ngày 27 tháng 3, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Bà Rịa Vũng Tàu về huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi đến khu vực vòng xoay cao tốc Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xe máy tông vào phía sau container đang dừng trên quốc lộ 51 khiến thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng 14 cá nhân khác về 4 tội danh. Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị can Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc các tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố. Cơ quan điều tra cho rằng bị can Nguyễn Đức Chung có mối quan hệ quen biết thân thiết với Bùi Văn Mận, giám đốc công ty Sinh Thái Xanh, nên tháng 3 năm 2016 khi ông Mận đang trốn nợ tại tỉnh Lâm Đồng, bị can Chung đã gọi điện cho người này ra Hà Nội để làm cây xanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định sai phạm của các bị can đã tạo điều kiện cho công ty Công viên Cây Xanh và công ty Sinh Thái Xanh chiếm đoạt thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sau khi được bị can Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện thực hiện dự án trồng cây xanh, Bùi Văn Mận khai đã chi 1,2 tỷ đồng để bị can Chung tài trợ trồng cây ở một trường mầm non và tại nhà bố đẻ của bị can Chung. Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, còn khai từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi nhận được tiền do Nguyễn Tuấn Nghĩa, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội, chuyển lại, ông Vũ Kiên Trung đã chi 2,6 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Đức Chung vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Đức Chung phủ nhận các lời khai này. Ngày 27 tháng 3, liên quan việc làm mái che trên đường Lê Lợi, bà Trương Quang Thục Trinh, phụ trách phòng quản lý quy hoạch khu vực 1 Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo phương án đề xuất thì chỉ làm mái che ở một số khu vực dãy nhà kinh doanh thương mại mua sắm nằm trong diện bảo tồn, chứ không phải làm mái che toàn bộ trục đường Lê Lợi. Cụ thể là mái che dãy nhà phố đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Nguyễn Trung Trực và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Baxter. Mỗi đoạn dài khoảng 30-50m, tùy theo điều kiện hoạt động kinh doanh. Mặt khác, bên dưới dọc theo trục đường Lê Lợi, từ mặt đường xuống chạm đỉnh hệ thống ngầm Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, độ sâu chỉ còn khoảng 2,5 m, nên rất khó bố trí trồng những loại cây có rễ ăn sâu, ảnh hưởng hoạt động của Metro. Chiều ngày 27 tháng 3, sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, được giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính của Bộ Y tế, được giảm từ 24 tháng tù còn 15 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hải được ghi nhận đã khắc phục xong hậu quả với số tiền hơn 168 triệu đồng. Bị cáo Liên nộp thêm 200 triệu đồng khắc phục hậu quả và không có tình tiết tăng nặng. Tối ngày 27 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker xảy ra tại khách sạn D-Star ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong vụ án này, bước đầu cơ quan công an xác định người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Anh Linh, 47 tuổi, giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đêm ngày 20 tháng 3, lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ quả tang 5 người tổ chức đánh bạc và 17 người khác có hành vi đánh bạc. Trong số này có Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam và Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật. Trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương trên 4,6 tỷ đồng.
Ngày 27 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận 12 đã kịp thời vây bắt hàng chục quái xế quậy ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 26 tháng 3, phòng BC08 nhận tin có nhóm quái xế tụ tập xế độ so kèo ở đường Nam Công viên thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng chỉ đạo tổ phòng chống đua xe phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thủ Đức, Công an phường Long Bình tổ chức chốt chặn vây bắt. Cảnh sát giao thông đã khống chế 35 quái xế gồm 32 nam và 3 nữ cùng 27 xế độ các loại. Đến 14 giờ ngày 26 tháng 3, phòng BC08 nhận tin có nhóm quái xế tụ tập chạy xe so kè tốc độ, gây rối trật tự công cộng trên đường DN6, phường Tân Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi hơn 50 quái xế lưu thông thành đoàn nẹt bô trên đường DN6, đoạn từ DN5 đến quốc lộ 1, thì lực lượng chức năng truy bắt. Một số đối tượng liều lĩnh lao xe vào cảnh sát giao thông nhưng không thoát được. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 34 quái xế cùng 25 xế độ các loại. Trong ngày 27 tháng 3, Liên Việt Postbank giảm lãi suất huy động ở khá nhiều kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 13 tháng điều chỉnh giảm 2 điểm phần trăm, còn 9% một năm. Như vậy, hiện trên thị trường chỉ còn 5 ngân hàng thương mại có mức lãi suất 13 tháng trên 9% một năm, đó là AB Bank, Bắc Á Bank, HD Bank, Bảo Việt Bank, OCB. Ocean Bank cũng vừa giảm lãi suất từ 12 tháng trở lên còn 8,8% một năm. Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng chỉ còn AB Bank có lãi suất 9% một năm. Ở kỳ hạn 6 tháng cũng chỉ còn SCB giữ mức 9% một năm. Các ngân hàng còn lại phổ biến ở mức 7,5% đến 8,6% một năm. Riêng 4 ngân hàng thương mại Big 4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank chỉ ở mức 5,8% một năm. Không chỉ giảm lãi suất huy động trên diện rộng, một số ngân hàng thương mại cũng thay đổi lãi suất cơ sở để tính lãi suất cho vay theo định kỳ. Thời gian gần đây, sông Karong Anna chảy qua địa bàn huyện Lắk và huyện Karong Anna, tỉnh Đắk Lắk liên tục sạt lở, ăn sâu vào nương rẫy, nhà cửa khiến người dân vô cùng lo lắng. Theo người dân địa phương, việc sông sạt lở là do tình trạng khai thác cát vô tội vạ của các doanh nghiệp trên địa bàn. Cơ quan chức năng cấm biển cấm khai thác cát, nhưng cả đất lẫn biển cấm đều bị trôi hết xuống sông. Ông Phạm Thanh, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Lắk cho biết, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Liên có báo cáo cụ thể về vị trí sạt lở, số hộ bị thiệt hại, nguồn gốc đất và mục đích sử dụng đất bị sạt lở. Qua đó, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan kiểm tra xác định nguyên nhân sạt lở để xem xét giải quyết cho người dân theo đúng quy định.